Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang xem theo dõi kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề liên quan tới vấn đề mà lã cái ống, lã cái chén, làm sao để mà cho nó tạo cái chén để mà như thế này nè quý vị. Tạo cái chén để mà đưa cái ống sáo vô để xiết lại cái đầu tán con. Thì làm thế nào chúng ta lã làm sao để cho cái chén nó đẹp và cái chén nó đúng với tiêu chuẩn để không có gây cái tình trạng rò rỉ ga như quý vị các bạn. Các bạn cũng biết đó, khi mà chúng ta lã một cái chén như thế này nè, ống 6 hay cả ống 10, nếu như mà chúng ta lã một cái chén không có đẹp, hoặc là cái miệng chén nó nhỏ quá hoặc là to quá so với cái yêu cầu, thì nó cũng sẽ gây ra những cái sự việc là thứ nhất dẫn đến tình trạng xì ga, thứ hai là nó cái miệng chén nó dày quá, nó kéo không có vô được sâu ở bên trong cái con tán như thế này để chúng ta siết vào trong. Ví dụ như là ở đây có cục nóng và là cục lạnh, khi mà chúng ta siết cái tán cái như thế này vào cái đầu tán đực như thế này, thì chúng ta lã làm sao ở dưới ống 10, thì chúng ta lã làm sao để cho cái chén nó ôm sát vô trong, nó chụp hết toàn bộ cái miệng này quý vị, nó chụp phải hết toàn bộ tới cái miệng mí miệng này luôn thì mà đúng mới đúng chuẩn tiêu chuẩn của nó. Và cái ống sáo nó cũng thế luôn ha, nó cũng phải chụp sát cái mí miệng cái này, chụp kín lại luôn đàng hoàng. Nếu mà chúng ta lã to quá hoặc là chúng ta cái miệng chén nhỏ quá hoặc là cái chén nó bị tét đi thì nó sẽ gây đến hiện tượng là xì ga ha. Mà các bạn biết đó, đối với một cái máy lạnh mà ga 32 đời mới bây giờ mà cái chén chúng ta lã nó không có đủ kín hoặc là siết không có đủ lực thì nó dễ gây đến tình trạng rò rỉ ga. Thì cái chuyện rò rỉ này á, nó không có xì liền trong một ngày một bữa mà nó từ từ có thể nó kéo dài khoảng chừng là tầm 2 tuần hoặc là 3 tuần. Nhưng cái hiện tượng này nó diễn ra thường xuyên, nó gây cái hiện tượng là mất ga trong cái máy. Và điều người người thợ này cái nó làm cho cái người thợ hoặc cái người dùng máy lạnh á, cảm thấy rất là khó chịu và không biết nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Nhưng mà các bạn biết theo cái thời gian làm việc á, cái theo kinh nghiệm nghề thôi, thì bên mình vẫn thỉnh thoảng phát hiện những cái trường hợp mà rò rỉ ga là do cái vấn đề lã cái chén ha. Thì ở trên thị trường các bạn biết á, hiện tại bây giờ có rất là nhiều bộ lã ha. Loại Trung Quốc có, loại Đài Loan, loại Nhật Bản, hiệu Tasso cũng có luôn. Nhưng mà bản thân tụi mình bên mình chọn cái hiệu Valeo như thế này. Thứ nhất, cái hiệu Valeo á là nó cũng giá thành cũng tương đối. Hiện tại bây giờ giá thành ở trên thị trường thì cái hiệu Valeo này tầm khoảng chừng đâu là 680 tới 720 ngàn một bộ, tùy theo cửa hàng nó bán. Còn mà các bạn nào có điều kiện á thì sử dụng luôn cái hiệu của Tasso, hàng của Nhật Bản. Thường thường các bạn ấy hiệu đó nó giá thành nó tầm khoảng chừng 2 triệu rưỡi cho đến gần 3 triệu tùy theo nơi bán. Mà các anh em trong cái hãng bảo hành của Daikin á, thường thường sẽ được tặng những cái bộ đó. Tại vì khi mà lã cái chén của cái ống đồng để mà xiết tán con á bằng cái bộ lã của Tasso hoặc là những bộ lã đắt tiền á, thì nó phải nói là rất cực kỳ đẹp và cực kỳ đạt cái tiêu chuẩn về kỹ thuật luôn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sử dụng bộ lã của Valeo để cùng với mình thực hiện cái việc lã chén này như thế nào. Thì mình sẽ làm cho các bạn coi cái tình trạng mà lã chén mà đúng đúng cái cách, đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật á, thì nó sẽ hình dạng nó làm sao. Và nếu như sai, ví dụ như là mình làm nó ngắn quá, chén nhỏ quá hoặc là to quá, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng như thế nào. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau làm để biết được cái điều đó. Và từ đó chúng ta sẽ rút ra mình với cái kinh nghiệm mình lã chén. Nó không có đơn thuần như các bạn nghĩ là dùng cái bộ quay 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 vòng vòng. Hồi xưa á, mình nhớ là cái bộ lã Trung Quốc á, cho tới tận bây giờ bán khoảng chừng là 350 ngàn bộ. Nhưng mà cái bộ lã Trung Quốc các bạn biết không, khi mà lã mà không cẩn thận á, cái chén nó bị lệch, rồi đôi khi nó bị tét chén nữa. Đối với những cái ống mỏng nó chưa đạt được 6 gem á, nó khoảng chừng 5 gem mấy á, thì lã rất là dễ bị tét. Chứ thứ hai, những cái loại ống cũ như thế này nè, mình cố tình mình lựa cái ống cũ đây đây, cố tình lựa cái ống cũ đã qua sử dụng đó không, mình cắt một đoạn nó ra để mình lại các bạn xem. Còn cái ống mới thì điều đó quá ngon lành, quá tốt rồi, không có gì phải bàn cãi. Nhưng mà nếu mà tình trạng mà các bạn lã cái ống cũ, dời cái máy lạnh từ cái nhà này qua nhà khác, nếu mà chúng ta sử dụng cái bộ lã Trung Quốc á, thì thật sự ra nó rất là dễ gây ra cái hiện tượng là tét cái chén lã hoặc là cái chén lã nó bị méo ha. Còn cái bộ lã ly tâm của hàng Valeo này nè ha, nên mình để cho các bạn coi. Mấy bữa trước mình có làm cái video cho các bạn xem về cái vấn đề lắp máy vậy. Mình cũng dùng bộ lã Valeo thôi. Thì cái lã Valeo như thế này nè, đó, giao cắt bộ lã và bằng kẹp. Khi mà nó lã này là lã ly tâm, nó sẽ quay vòng 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 vòng, các bạn thấy nó rất là đều đẹp. Đối với cái ống mỏng thì cái chuyện mà dùng lã ly tâm nó cũng sẽ khắc phục được cái việc mà bị tét chén ha. Đó là lý do tại sao mình dùng cái bộ lã này để cho các bạn xem. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lã cái bộ lã, dùng cái lã ly tâm như thế này để các bạn xem nha. Ở đây trên này nó có ống nè, từ nhỏ tới lớn, thế nào xem từ nhỏ tới lớn nè. Cái ống này là chỗ mà 1/4, đây cái 1/4 nằm ở đây,
đó, rồi tới đến là 5/16, 3/8 là ống 10, 1/2 ống 8, rồi ống 12, ống 16 đầy đủ luôn. Thì ở trên này á, nó có sử dụng rất nhiều loại ống ha, nhưng mà ống tối đa của nó dường như là ống 10, 16, 10, 12, 10, 12, 16, 19, cái 19 luôn. Tới tới 3/4 chỗ này nè, ống rất là to ha. Nhưng mà chúng ta thường là dùng ống 6, ống 10 và cái ống 12 thôi, cái ống 16 á là nó dùng cái máy lạnh lên cả là 3 ngựa rồi nha quý vị. Thì trên đây có một cái lỗ các bạn lưu ý nè, ở trên này là có một cái lỗ khoét mỏng xuống dưới này, và bên đây có một cái lỗ nó nhỏ hơn nha quý vị. Thì chúng ta lưu ý khi mà đặt cái lỗ nhỏ thế này nè, đây cái này lỗ được sâu hơn, thì cái lỗ sâu này á, cái lỗ sâu hơn này á là nó dùng đặt cái chỗ bên này, cái chai bi trong này nó có chai bi, ở trong này nó có chai bi và cái tay quay, các bạn thấy không ha. Thì cái tay quay này á là nằm bên cái lỗ mà nhỏ, còn cái trái bi này nè, hình trái bi các bạn thấy không, nằm bên cái lỗ lớn. Ví dụ cái trái bi nó nằm đây ha, chúng ta đưa vô, chúng ta quay thế này, thế này đó, trái bi nó nằm vô thì mình đưa cái trái bi nó vô, đưa trái bi á, cái trái bi là cái hướng này, cái lỗ nhỏ nha, trên này có cái lỗ nhỏ nè đó, lỗ nhỏ ở đây, còn lỗ lớn là nằm sâu sâu á là nằm bên này. Thì chúng ta đưa cái hướng trái bi nằm ở đây, đây các bạn xem nha, trái bi thì đi vô cái trái bi, nó vô cái bọc đó, nó vô cái bụp rồi đó, cẩy lên nữa thì vô qua đây ống đá đó, giờ vô nó phải vô cái khít như thế này. Thì khi đó chúng ta dùng cái tay mình siết bên đây lại thì nó sẽ chặt cái kẹp lại và bắt đầu chúng ta lả ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử luôn. Thì cái kỹ thuật lả này nó cũng không có khó khăn gì đối với những anh em mà lâu năm trong nghề, thì mình chia sẻ đây là dành cho các bạn nào mà cảm thấy mình còn chưa có khó hiểu, hoặc là các bạn nào mà dùng cái bộ lả Trung Quốc á, thì các bạn chịu khó lưu ý một điều là chúng ta nên để dành tiền để mà mua một cái bộ lã cũng tương đối, cái này là hàng này để xài cũng tương đối là không có mắc mỏ gì đâu, mà nó xài cũng bền lắm á, các bạn chịu khó châm dầu châm mỡ xài rất là ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. À, đó, chén nó phải nằm sâu trong đây, nằm sâu trong đây mới được nha, chứ nếu mà chén nằm ở thâu trên mặt ở trên này là không có đạt yêu cầu, nó phải nằm sâu trong này nè, đó nó phải nằm ở luôn. Bây giờ mình sẽ lả lại để chúng ta như thế nào thì làm cũng y chang vậy đó thôi. Các bạn lưu ý nè, cái mặt này mặt phải mặt trên, còn cái mặt này là không có khuyết là mặt dưới ha. Cái này nó khuyết chút xíu là mặt trên nè, để chúng ta lả lại à, như thế nào chút xíu thôi, không có cho lên cao nhiều. Ok rồi, mình đặt lại thôi ha. Con trái bi á thì nằm ở bên cái lỗ lớn này, đây vô cho nó vô cái đã, rồi đó nó vô đó, rồi bắt đầu mình cố định cái chỗ này, cố định cái chén này cái ok nè ha. Rồi mình quay cái này lại cho nó cứng cái kẹp lại, nó không có bị chạy cái kẹp. Rồi nhiệm vụ chúng ta lả, chỉ quay thôi, quay thì chiều kim đồng hồ là ok, quay tính là nó kêu cái cọc cái là được á. Đây, sắp rồi nè, cứng rồi nè, đó ngon rồi đó, không đều rồi đó, mình xoay thêm cho nó đều luôn. Ok quá đẹp rồi, mở ra chúng ta thử lại. Ok, con này có đùa được, nhiều khi nó rộng không chừng. Đây, và nó nằm sâu vô trong, các bạn thấy không nè, nằm sâu vô trong rồi nè đó. Hồi lúc nãy là cái con kia đầu tiên là nằm ở trên này, nó nằm ở trên đây như vậy, nó nằm ở đây là cái này không có đúng, không cái đó không đúng thì chúng ta phải chỉnh sửa lại làm sao cho nó nằm tuốt cái đây nè. Rồi bây giờ chúng ta ra thử lại ha, mình thử ở ngoài kia, mình thử ở ngoài cái van coi nó như thế nào, coi nó chụp hết cái miệng của cái van hay không nha. Bây giờ nè, ví dụ như cái đường ống sáo này ở đây, các bạn để ý nè, nó phải chụp làm sao cho hết cái miệng này luôn, bạn thấy cái miệng này không đấy. Nếu mà một cái người mà lả mà không có đủ tiêu chuẩn đó, thì nó sẽ lệch như thế này nè đấy, thì rất dễ bị xì ga ha. Đó, nói chung là không có chụp hết cái miệng này, thì đặc biệt cái ga là 32 hoặc là ga 410, cái áp suất nó rất là cao, nó cao hơn nhiều so với áp suất của ga R22. Thì các bạn nào mà lả mà chưa có kỹ thì dễ đẩy đến tình trạng mà rò rỉ ga, mà cái kiểu nó rò rỉ không phải là chúng ta phát hiện được đâu, nó rò rỉ bằng hơi, nó cứ từ từ mỗi ngày ít kéo dài khoảng chừng đâu 1 tháng sau cái nó hết ga, nạp vô xong đã đời mà không chịu tìm cái chỗ xì cho rõ ràng là 1 tháng sau bị nữa. À quý vị ha, đây nè, đó nó phải chụp như thế này thì mới đúng. Chứ nếu mà nó cái kiểu mà nó lạch vậy nè, lạch vậy là không được nè. Các bạn thấy nó hở không? Thí dụ trường hợp mình lả cái miệng nó nhỏ quá, nó lạch vậy. Đó, hoặc là nó méo qua méo lại. Rồi ví dụ việc mình làm cho các bạn coi. Mình lả một cái ống tốt là nó nằm thế này đi. Ví dụ đưa chén vô đây. Siết vô. Nó rất là đều chén, nó rất là nhẹ nhàng. Đó. Thì là mới ok.
không, cái con tán đực đằng kia, cái ống cái đầu đậm cũng vậy, chúng ta phải lả làm sao cho nó đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lả cái ống 10 để các bạn xem ha. Coi như ống 6 làm như vậy là cho các bạn xem để các bạn hình dung, mình sẽ cho các bạn coi lại. Thì đây, đây cái chén này chén đúng chuẩn nè, nó nằm sâu ở trong đây. Còn chén mà lả bị sai á là nó nằm ở ở đây. Nha các bạn coi nha. Nó nằm ở trên này nè là không có được. Nó nằm tuốt trên đây luôn không có được, nó phải sâu xuống dưới, nằm sâu xuống dưới mới được, là mới là cái chén nó chén đẹp. Hai cái chén này các bạn để ý nha, cái miệng lớn hơn. Cái miệng của chén ngắn bên này nó hơn, lớn hơn chén bên này nè, thấy không? Đó là chúng ta lả chưa có đạt yêu cầu. Rồi có những cái trường hợp mà các bạn nào mà xài mà cái ống mỏng á, mà cái bộ lả của Trung Quốc á, nó rất dễ gây lên tình trạng là bị méo chén hoặc là bị tét chén. Cái chỗ này nè, nó bị tét ra luôn. Thì lúc đó thì cái độ kính nó không có nha các bạn ha. Thì rất là nguy hiểm, dẫn đến tình trạng mà xì ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lả cái ống 10 để đồng thời để cho các bạn xem như thế nào, ống 10 làm sao. Thì như thế này. Đây là con tán 10 ha. Đây, để đây. Thì cũng y chang như nãy thôi, cái này là 6 nè, 8, 10. Nó nằm ở đây là 3/8 nằm đây. Cái chén các bạn để ý nha, nó có khuyết chỗ này nè. Thì mới đúng, còn cái mặt bên đây là không có đúng. Cái mặt bên đây là mặt bằng trơn luôn. Còn này nó có khuyết ở đây thì là mới là ok. Thì chúng ta kẹp lại nha. Chúng ta để vừa thôi, nếu mà chúng ta để cao quá như thế này ha thì cái chén nó sẽ rất là to và nó sẽ bị vướng như cái lúc đầu. Chúng ta để vừa cao chút xíu thôi, lấy cái tay mình rờ lên, cảm thấy cao hơn chút xíu là được rồi, không có cần quay nhiều. Và lấy cái tay bóp sát lại ha. Rồi với các bạn ý nha, một lần nữa mình làm cho các bạn xem cái lỗ được khuyết sâu, còn mình là khuyết ít ha. Khuyết sâu thì chúng ta đưa cái hướng bạc đạn, trong đây có bạc đạn nè, thấy không? Thì khuyết sâu thì chúng ta đưa vô đây. Thì các bạn để ý nha, cái chén nằm đây nè, cái lỗ nằm đây, cái ống đồng nằm đây, thì chúng ta canh làm sao nó xích lại đây mới đúng, nó kêu kết cặp đó, nó có một cái khớp. Rồi chúng ta sẽ quay nhẹ nhàng để giữ ống đồng lại, cố định ống đồng ở chỗ này lại ha, vừa cứng thôi. Rồi tiếp tục là động tác là mình siết cái kẹp lại, mình giữ cái kẹp lại bằng cách mình siết cái bên này, cái trái trầu bên đây cho nó cứng lại luôn. Rồi đó, là bắt đầu chúng ta tiến hành. Rồi, chúng ta tiến hành làm nè. Đây, quay vô. Ha, các bạn để ý nè, mình quay cố tình đây để cho các bạn xem nè. Hơi khó đó, các bạn vậy thấy hơn phải không? Nè, quay như thế này nè, rồi nó sẽ ra một cái chén. Cứ quay thế thôi theo chiều kim đồng hồ. Đó, khi mà lả ly tâm mình thích nó chỗ là cái chén nó lả ra rất là đẹp. Thật sự luôn, nó đẹp hơn cái bộ lá của Trung Quốc nhiều. Nó kêu bởi cọc mới được. Đó, vô rồi đó, xong hết rồi, giờ mình mở ra. Thì đây là cái cách, cái chủ đề hôm nay là hướng dẫn các bạn để cái cách lả làm sao cho nó chén nó đẹp thôi. Các bạn lưu ý nó khác nhau chỗ rồi, giữa cái đồ Trung Quốc với cái đồ của thằng cái này value này, đồ của Thái gì nè. Nói chung là đồ lả đẹp lắm, lả ly tâm thì lúc nào nó cũng chất lượng hơn là cái bộ lả kia nha quý vị. Đây là mình mở ra cái chén nè, coi cái chén nó đẹp ghê chưa, nó đều đặn hết trơn luôn. Mình mở ra rồi mình sẽ thử cái con này như thế nào, coi coi mình lả ok chưa, chưa ok thì làm lại. À. Đây. Đây cái chén rất là ok, các bạn thấy không? Mình kéo lên kéo xuống nhẹ nhàng nè, đây nè, cái chén này nó nằm sâu trong đây nè mới là ok nè. Rồi bây giờ chúng ta ra ngoài thử lại lần nữa ha, để coi coi cái chén này đã chụp hết cái miệng của van chưa. Thì khi mà chụp hết miệng van mới đạt yêu cầu, còn nếu mà chụp lỡ dở là thua nha quý vị. Đây các bạn coi miệng van nè, thì làm sao làm cái chén nó ra tới mí này luôn. Cái mí này nè, đó là ok. Bây giờ mình đưa thử góc đồng vô đây. Đấy, thấy không? Nó chụp sát mí luôn. Nó phải đưa nhẹ nhàng vô thì như vậy thì cái máy mới đảm bảo được cái độ kính. Chứ nếu mà làm mà không cẩn thận, không kiểm tra kỹ lưỡng vậy là cái độ kính không có. Nha quý vị, là mình dặn vô. À, đây, nhẹ nhàng. Đó vậy thôi thì bắt đầu dùng mới xíu lại thì mình sẽ máu một lần tháo một lần nữa để cho các bạn xem. Đấy, một cái chén lả đẹp là nó sẽ như thế này. Nó chụp hết toàn bộ luôn. Nó chụp hết luôn, thấy không? Nó không có phải hở ra như thế này. À, hoặc là chén không bị méo thì lúc đó chúng ta siết tăng còn rất là sướng. Đặc biệt các bạn lưu ý cái ống nào mà mỏng quá, ống nào khoảng chừng 5.6, 5.8 rồi đó, những cái ống đó là rất là mỏng nha. Thì ở trên thị trường những anh em nào làm bên lắp đặt bên những siêu thị điện máy thường thường sử dụng ống không có dày, nó thật sự luôn. Cái đó các bạn làm nghề các bạn biết. Chứ bản thân bên mình thì sử dụng ống tới 7 dm lận, ống độ dày rất là cao, sử dụng cái ống đó để dành đi âm móng công trình á. Thì như vậy nó mới bền được, nó mới xài lâu cho khách hàng, rồi mình cũng có tiếng trong đó luôn. Chứ nếu mà sử dụng ống mỏng quá hoặc là ống tạp chất nhiều quá mang tiếng lắm. Thì gặp cái lớp mà xài mà bộ lả Trung Quốc nữa thì thôi luôn á, thì nó rất là tệ. Nó xài khoảng chừng vài tháng sau bắt đầu bị rò rỉ, bị xì tùm lum tùm la, lúc đó không biết nguyên nhân tại đâu.
thì đó là rất là căng. Thì ở đây là ống đồng là mình sử dụng là cái ống đồng là ống ống cũ luôn nha quý vị. Đó, hai cái đó là ống cũ luôn á. Để làm chi các bạn biết không? Để cho các bạn thấy được là mặc dù là ống cũ ha, nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái bộ lã ly tâm không nhất thiết là hiệu và liêu, có thể là hiệu hiệu Tasso cũng được. Mà hiệu Tasso thì cái giá rất là cao, cái đó cũng Nhật Bản, nó mắc tiền lắm. Nhưng mà đổi là một điều là cái chất lượng nó thì khỏi phải bàn ha. Một lần mình sẽ cho các bạn xem thì các bạn biết đó, trong cái lúc mà chúng có những bạn trên YouTube á cũng có bán những cái sản phẩm là sử dụng là một cái đầu lã họ gắn vô một cái máy khoan pin không, bắt đầu họ dùng sức họ khoan thì nó rất là nóng nhưng mà phải mất lực lắm đó. Còn ở đây thì anh em thợ bên mình thì nói nào ngay là chỉ sử dụng cái bộ lã này ly tâm này thôi, thì hồi nào tới giờ là sử dụng nó luôn, từ khi biết nó rồi thấy nó hữu hiệu quá, nó rất là xài rất là tốt không, nó tạo ra cái chén đẹp, rồi cái đầu ráp mí nó cũng tốt hơn là cái loại của Trung Quốc. Vậy cho nên mình quyết định sử dụng nó và ngày hôm nay mình quyết định thực hiện chủ đề này để cho các bạn biết được cái lã bộ lã Trung Quốc là bộ lã ly tâm của ông Vệ Liêu này khác nhau chỗ nào. Thứ hai là cái cách lã, nếu như chúng ta lã nó cao, đưa cái ống đồng nó cao quá thì nó sẽ gây hiện tượng nào không, rồi để mà cái đầu ống đồng nó vừa cao qua khỏi cái bộ bàn kẹp chút xíu thôi, tầm khoảng chừng một phân là cùng là nhiều rồi, là nó đúng tương đối là đúng chuẩn, đưa vô cái chén là lã xong chúng ta đưa cái chén nó vô trong cái van hoặc là cái đầu đực của cái đầu lạnh đó đó không, hoặc là đầu đực của đầu lạnh đó đó, thì chúng ta sẽ biết được cái chén mình tốt hay không. Chứ nếu mà các bạn cảm thấy nó có vấn đề trục trặc, bị tét chén nè, bị méo chén nè, rồi bị chén nó nhỏ quá nè, hoặc là quá to, thì các bạn nên chịu khó cắt ra và làm lại đi. Chứ chúng ta đừng cố mà ráng xài chỉ vì có vài phút mà chúng ta làm vậy thôi, sau này nó làm cho cái máy nó mất đi cái ảnh hưởng cái chất lượng của máy, thì lúc đó chúng ta sẽ lại mang tai mang tiếng nữa. Rồi video tới đây xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem cái video mình hướng dẫn là ống sao cho đúng cách luôn. Thì ngày mai mình sẽ thực hiện cái chủ đề khác cho quý vị các bạn. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để xem video này. Rất vui, cũng hy vọng là cái video này sẽ mang đến cho tất cả các bạn những cái kiến thức bổ ích về cái nghề và sửa chữa máy lạnh ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào cái video tiếp theo. Xin chào.